Nối tiếp series Rimuru lạc vào thế giới của thần, trong video trước đó, chúng ta cũng đã biết được rằng Rimuru sau khi lấy lại được tất cả 3 quả cầu của băng hoại hư vô, thì cậu đã quyết định rời khỏi cái thế giới này để quay trở về Tempest. Không những thế, khi gặp lại ông thần Zmat, thì Ri cũng đã biết được rằng cái tên mà mình mới tiêu diệt lại chính là Quỷ Vương, cũng như là đệ tử của ông thần kia. Và ngay giờ đây, Ri không có lý do gì để ở lại cái hành tinh này nữa. Cậu quyết định mở cánh cửa không gian để quay trở về Tempest. Nhưng trong lúc quay về, thì Ri đã gặp phải một nguy hiểm khi 12 vị thần của thế giới này đang muốn tiêu diệt mình. Rimuru sẽ có một cuộc chiến với 12 vị thần này như thế nào? Thì mời mọi người hãy cùng mình xem trong video tập 13 của ngày hôm nay nhé. Đứng đối mặt với 12 vị thần, Rimuru đang rơi vào tình thế bất lợi khi cậu đang phải cân một lúc 12 người có sức mạnh của một vị thần. Bọn họ tìm kiếm Rimuru là bởi vì nguồn năng lượng kỳ lạ mà Ri đang nắm giữ trong người, cũng như Rimuru đã giết chết hai người em trai của vị thần mạnh nhất, chính là Damesia. Bọn họ ban đầu muốn lợi dụng Ri tham gia và trở thành đồng minh của bọn họ, cũng như chiếm đoạt nguồn năng lượng vô biên mà Ri đang nắm giữ. Tuy nhiên, cậu đã biết được âm mưu của bọn chúng và đã từ chối. Dù biết 12 người họ là những vị thần của thế giới này, nhưng giờ đây bọn họ đang muốn tiêu diệt Rimuru. Chính vì thế mà Ri đã quyết định đứng dậy chống trả lại tất cả. Trong tất cả 12 vị thần, thì Ri đã giao chiến với vị thần thứ 11, chính là Zuna, và đã đánh bại cô ta bằng thanh kiếm cấp thần bọc trong hắc hỏa của mình. Và khi tiêu diệt Zuna, thì tất cả những vị thần khác đã lên cơn phẫn nộ, bọn họ quyết định sẽ tiêu diệt cậu ngay tại nơi này. Những vị thần vừa nhận được lệnh của Damesia, tất cả đã bao vây lấy Rimuru. Hai người đầu tiên đã triệu hồi thần khí, một thanh thượng ánh sáng, một thanh là búa trọng lực, một người khác cũng đã triệu hồi thêm thanh đinh ba với tốc độ ánh sáng xuất hiện. Vị thần đầu tiên dùng thanh thượng ánh sáng phóng ra với vô vàn những thanh thương tấn công gì. Nhận thấy đòn tấn công đã được tung ra, Ri đã nhanh chóng nhờ CL tăng tốc suy nghĩ của mình lên đến 1 triệu lần để tránh né hướng tấn công của đòn đánh. Cậu né tránh đòn tấn công sang một bên, nhưng không để cho Ri nghỉ ngơi. Một vị thần khác đã cầm cây búa trọng lực tấn công, cậu đã dùng thanh kiếm của mình để đỡ lại cây búa đó. Tuy nhiên, sức lực của cây búa quá mạnh, nó còn phóng ra một trường trọng lực, cây búa nó đập xuống và khiến cậu văng sang hàng nghìn km. Không để cho Ri kịp đứng dậy, vị thần tiếp theo lấy ra thần khí của mình, chính là cây cung xuyên tâm. Vị thần đó bắn ra vạn tiễn xuyên tâm, ngay tức khắc hàng ngàn mũi tên đã được phóng ra. Những mũi tên được kèm theo một nguồn năng lượng hủy diệt bao bọc. Ban đầu Rimuru đã dùng thanh kiếm đỡ lại những mũi tên đó, nhưng khi thanh kiếm chạm vào những mũi tên đó thì nó đã tạo ra những vụ nổ làm Ri bị thương. Cậu nhanh chóng hồi phục lại cũng như kích hoạt thể ước vương để tạo ra rào cản ngăn chặn vạn tiễn của tên vị thần cầm cung đó. Chưa hết, một vị thần sử dụng ma pháp đã tung ra một cơn lốc xoáy lửa tấn công trực tiếp vào rào cản. Để xử lý ngọn lửa xoáy của tên thần đó, Ri nhanh chóng sử dụng sóng xung kích chém tan ngọn lửa xoáy đó ra thành trăm mảnh. Khi thấy 4-5 vị thần đã ra tay nhưng vẫn chưa kết liễu được Ri, một vị thần nữ khác quát lớn: "Các cậu thật yếu quá, bao nhiêu người mà chưa giết được tên đó sao? Để ta sẽ là người kết liễu hắn." Cô ta tên là Elizabeth, là vị thần đứng thứ hạng 8 trong 12 vị thần. Cô ta cũng triệu hồi thần khí và rồi một lưỡi hái mang năng lượng của tử thần chết chóc xuất hiện. Khi nhìn thấy những binh khí của những tên thần này, Ri thầm nghĩ: bọn chúng rốt cuộc có phải là thần không? Những thứ vũ khí đó mà là của thần à? Bọn chúng là thần mà tại sao mỗi đòn đánh đều muốn giết chết mình như vậy chứ? CL bên cạnh nói lớn: chủ nhân, tất cả những vị thần ở nơi này đều muốn giết ngài để cướp đoạt nguồn năng lượng của băng hoại hư vô, thế nên ngài hãy xử lý hết tất cả đi ạ. Ri ngạc nhiên và nói lớn: này CL, bọn họ là thần đó, nếu lỡ giết bọn họ thì thế giới này sẽ như thế nào? CL: thưa chủ nhân, ngài không cần phải lo lắng đâu ạ. Ngài nhớ vị thần Zmat nói chứ, chỉ cần vị thần của hiện tại chết đi thì một vị thần khác được lựa chọn sẽ tiếp tục được lên ngôi và thay thế. Đó là quy luật của thế giới thần linh này. Những vị thần sẽ tùy thuộc vào tâm địa của họ. Trong tất cả 14 vị thần, bao gồm cả Zmat cũng như là tên Noruat mà ngài mới gặp trước đó, thì chỉ có mỗi Zmat là một vị thần tốt thôi ạ. Với lại, ngài là đại ma vương lại là thiên địch của thần linh, nên ngài hãy xử lý bọn chúng đi ạ. Sau khi nghe CL nói xong, Ri đã hiểu rõ vấn đề. Cậu không muốn giết bất cứ một ai cả, nhưng nếu bọn họ quyết định xấu cũng như muốn giết Ri, thì cậu sẽ đứng lên chống trả lại tất cả, dù cho đó có là thần đi chăng nữa. Phía bên kia, vị thần cầm lưỡi hái quát lớn: chết đi, hãy trở thành bữa ăn cho tử thần ở dưới địa ngục đi, diệt hồn tử thần chạm. Đòn tấn công lao vào Rimuru, cậu nhanh chóng đỡ lại bằng thanh kiếm cấp thần. Khi hai vũ khí chạm vào nhau thì đã tạo nên một cơn chấn động. Không những thế, lưỡi hái của cô thần đó nó như thể đang hút lấy linh hồn của Rimuru vào bên trong lưỡi hái vậy. Nhận thấy nguy hiểm, CL đã xử lý cái lưỡi hái giúp cho chủ nhân của mình. Chủ nhân, linh hồn của ngài đã bị tấn công, bắt đầu quá trình phản kháng lại năng lượng xâm nhập. Phản kháng thành công, kích hoạt kết giới bảo vệ, kích hoạt thành công. Nhìn thấy Ri không bị gì sau đòn tấn công lưỡi hái của mình đã làm cho tên nữ thần đó tức giận. Ri vừa mới thoát khỏi đòn tấn công linh hồn thì cậu lại bị một tên thần khác lao đến. Cái đám thần đó cứ thi đua nhau giành công trạng rằng mình sẽ là người giết chết Ri để lập công. Tên thần tiếp theo là một tên đua con, hắn tên là Riser, là một vị thần đứng thứ hạng 7 trong 12 vị thần. Hắn triệu hồi thần khí rồi quát lớn: các người cùi mưa quá, để ta, cứ để ta sẽ giết tên đó. Riser cầm trên tay thanh đao lửa, hắn tung ra hỏa đao chạm chém vào Rimuru.
nhưng cái thanh niên đó đã sai lầm khi hắn không biết rằng bất kỳ đòn tấn công nào thì riêng lửa sẽ không bao giờ có tác dụng với Ri. Thanh kiếm cấp thần của cậu đang đỡ lại lưỡi hái của vị thần Elizabeth. Khi thấy hai tên tấn công cùng một lúc, Ri đã nhanh chóng nghiêng thanh kiếm và tạo ra một lực đẩy làm lưỡi hái đang hút linh hồn của bà nữ thần kia chạch hướng và tấn công vào tên Riser. Còn với tên kia, Ri đã nhanh chóng xoay người lại, cậu dùng chân đá vào tay đang cầm đao của hắn, làm thanh đao của hắn rớt ra. Cuối cùng, tên thần Riser, hắn ta đã bị chính lưỡi hái của nữ thần nuốt trọn vào thành lưỡi hái. Khốn kiếp, sao mi dám dùng đòn tấn công của ta để giết Riser? Cổ nữ thần điên cuồng cầm trên tay thành lưỡi hái đã nuốt trọn linh hồn của vị thần Riser. Sức mạnh của Elizabeth đã tăng lên một cách chóng mặt. Cô ta tạo ra một ma thuật hắc ám cũng như phóng ra một nguồn năng lượng tử thần. Và rồi trên giới vũ trụ, cô ta triệu hồi ra một vị thần chết khổng lồ cũng như cầm trên tay lưỡi hái. Tên khốn kia, hãy đền tội đi! Lưỡi hái của thần chết mà cô ta tạo ra đã lao vào tấn công Rimuru. Cô bị lưỡi hái chém trúng vào người. Nhưng giờ đây, tác dụng của lưỡi hái đã không còn hiệu quả nữa khi mà chính Ciel đang là người tạo ra kết giới ngăn chặn. Ri không bỏ lỡ cơ hội, cậu cầm thanh kiếm cấp thần đang bọc trong hắc hỏa của mình. Cậu dịch chuyển và sau đó chém ra một đường chém với một tốc độ nhanh hơn âm thanh, chém vào người của tử thần. Và nhát chém đó đã chém xuyên qua cả người quả nữ thần Elizabeth. Hai vị thần đã bị Rimuru tiêu diệt. Các vị thần còn lại ban đầu họ khinh thường Ri, nhưng kể từ lúc cậu giết được ba người thì tất cả đã nghiêm túc. Chín vị thần còn lại bao gồm Damesia, kẻ mạnh nhất của các vị thần, Osamu đứng thứ hạng 2 trong 12 vị thần với sức mạnh của thần là hủy diệt linh hồn, công kích tinh thần tạo ảo giác. Lunat đứng thứ hạng 3 trong 12 vị thần, thần khí là cung tên. Masaru đứng thứ hạng 4 trong 12 vị thần, thần khí là đinh ba. Amida đứng thứ hạng 5 trong 12 vị thần, sử dụng ma thuật cấp thần. Ruki đứng thứ hạng 6 trong 12 vị thần, vũ khí cấp thần là cự kiếm. Leon Gunai đứng thứ hạng 9 trong 12 vị thần, thần khí là xích chùy. Marco đứng thứ hạng 10 trong 12 vị thần, thần khí là cây thương. Mari thần khí là búa trọng lực. Gunai là vị thần thứ 9 quát lớn. Khốn kiếp, tên khốn như ngươi, đến mạng cho Elizabeth và Riser đi. Một quả chùy bay đến trước mặt Ri, nó bọc trong một nguồn năng lượng cũng như phóng ra những đinh sắc nhọn tấn công. Ri nhanh chóng dùng kiếm đỡ lại quả chùy, nhưng do dư chấn với lực tấn công quá mạnh khiến cậu bay ra xa cũng như là va vào hàng loạt thiên thạch. Cậu đứng dậy với một vài vết thương trên cơ thể, nhưng nó đã được chữa lành nhờ băng hoại hư vô. Chưa hết, một vị thần cầm một thanh cự kiếm bóng tối, hắn tung ra một đòn tấn công mang tên Thần kiếm phát quyết. Thanh cự kiếm mang năng lượng màu đỏ chém xuống thiên thạch mà Ri đang đứng và khiến nó bị chém ra làm hai mảnh. Nhưng đòn tấn công đó không trúng được Ri bởi vì cậu đã nhanh chóng né tránh kịp thời bằng cách sử dụng dịch chuyển qua một thiên thạch khác. Nhưng ở nơi đó đã có một vị thần khác đã chờ cậu sẵn ở đó. Vị thần chuyên về ma pháp, ông ta tạo ra một rào cản bảo vệ tên thần cự kiếm, rồi phóng ra một ma thuật diện rộng, một ma thuật giam cầm Ri vào bên trong. Để phản kháng lại, Ri đã dùng thể ước vương chống trả. Cậu nhanh chóng suy nghĩ, cái tên thần ma pháp kia, hắn ta quá cản trở. Nếu không giết hắn trước, chắc chắn hắn sẽ cản đường mình. Thế là cậu đã nhanh chóng lao đến định xử lý tên thần pháp sư đầu tiên. Ri chém một đường chém xung kích vào tên thần pháp sư, làm rào cản của hắn ta bị phá hủy. Đòn kiếm khí tiếp tục lao đến, nhưng tên thần cầm cự kiếm đã đỡ được nhát chém đó bằng thanh kiếm của mình. Hắn ta bị đánh văng ra hàng nghìn km bởi đòn kiếm khí của Rimuru. Chớp lấy thời cơ, Ri tiếp tục lao đến xử lý tên thần ma pháp, nhưng lại bị ngăn cản bởi tên thần cầm cung tên. Ta không để ngươi đạt được mục đích đâu. Vạn tiễn xuyên tâm, tên thần cung bắn ra hàng loạt mũi tên mạnh hơn 100 lần những mũi tên ban đầu hướng về phía của Ri để ngăn chặn cậu lao vào cái tên thần ma pháp. Với số lượng của mũi tên liên tiếp được phóng ra, Ri tạo ra một quả hắc cầu khổng lồ, thiêu rụi toàn bộ vạn tiễn của tên thần cung tên. Trong lúc Ri không chú ý đến, khi một lúc phải xử lý quá nhiều tên, thì tên thần mạnh thứ tư của 12 vị thần, hắn là Masaru, hắn ta cầm trên tay thanh đinh ba, lao đến định tấn công lén Ri, nhưng thanh thương của hắn không thể xuyên qua được rào cản mà thế ước vương của Ri đã tạo ra. Hắn quát lớn, đúng thật, bọn ta đã sai lầm khi đánh giá sức mạnh của người sai ngay từ ban đầu. Người hãy vinh hạnh khi để ta phải ra tay thực sự, hãy nhận lấy cái chết vĩnh hằng đi. Tên thần cầm đinh ba bộc ra sát khí, và rồi một vòng tròn ma thuật khổng lồ được hiện ra. Thanh đinh ba quán phát sáng, nó từ từ lớn dần, rồi hình của một con rắn xuất hiện trên thanh đinh ba, kèm theo một luồng năng lượng chết chóc bao quanh lấy con rắn đó. Hắn quát lớn, nhận lấy đi, xa thủy thân tâm. Thanh đinh ba kèm theo năng lượng hình rắn tấn công trực tiếp vào người của Ri. Vì từ nãy đến giờ, Ri đã chịu quá nhiều đòn tấn công liên tiếp hướng đến mình, nên đã khiến cậu cảm thấy khó chịu. Ri sử dụng Beelzebub hấp thụ toàn bộ đòn tấn công cùng với thanh đinh ba của hắn vào trong cơ thể của mình. Hắn ta hoảng hốt và quát lớn, vũ khí của ta đâu rồi? Tên khốn nhà ngươi, vũ khí của ta đâu? Ri nhìn tên Masaru và quát lớn, để ta cho người biết cảm giác khi bị chính đòn tấn công của mình đánh trả là như thế nào. Cậu nói với Ciel, giúp ta phân tích vũ khí quán nhé. Phân tích hoàn tất, tiến hành quá trình sao chép hoàn tất, tiến hành quá trình tái tạo và cải tiến hoàn tất. Kỹ năng của thanh thương, xa thủy thân tâm, vạn xuyên ảo ảnh, đinh ba thủy thần đã được lĩnh hội. Nhanh chóng chớp lấy thời cơ, Rimuru lấy ra thanh đinh ba quán và nói lớn, hãy nhận lấy chính đòn tấn công của mình đi. Xa thủy thân tâm, đòn tấn công được bắn ra,
nó đã tiêu diệt hoàn toàn tên thần đó chỉ với một đòn duy nhất. Khi tiêu diệt xong tên mạnh thứ tư trong 12 vị thần, thì tiếp tục nhắm đến cái tên đứng hạng thứ 5 là tên Amida ở phía bên kia. Cậu nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ của hắn, thấy bản thân mình đã bị nhắm đến. Tên Amida đã tạo ra 1.000 lá chắn với độ bền cao hơn gấp hàng trăm lần những lá chắn trước. Nhìn thấy 1.000 lá chắn, Rimuru không ngần ngại lao vào. Cậu vung một đòn kiếm khí bọc trong năng lượng của băng hoại hư vô tấn công vào hắn. Và trong chớp nhoáng, hàng nghìn lớp lá chắn đã bị phá hủy. Nhưng mạng của hắn vẫn chưa chết khi hắn đã được cứu bởi một vị thần cực kỳ nguy hiểm. Vị thần nãy giờ chưa xuất trận, vị thần mạnh thứ hai chỉ sau tên Damesia chính là Osamu. Hắn ta đã chính thức ra tay. Hắn cười với giọng điệu khinh thường. Ôi chà, nếu hắn ta mạnh đến như thế, thì ta sẽ để chính hắn tự giết lấy mình. Kích hoạt khởi xướng của linh hồn, công kích hủy diệt song song. Rimuru bị một nguồn năng lượng thần linh bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Xeo thông báo khẩn cấp. Cấp báo, chủ nhân, tinh thần của ngài đang bị sụp đổ. Kích hoạt phản kháng, tạo giao can bảo vệ, tăng cường sức mạnh tinh thần. Nhưng mọi thứ đã không kịp nữa. Đôi mắt của Ri đã từ từ nhắm lại. Cậu không còn nghe tiếng Xeo nói thêm bất cứ một thứ gì nữa. Khi chính tên Osamu kia, hắn ta đã lấy chính sức mạnh thần linh tối thượng của mình để tung ra đòn tấn công. Linh hồn của Rimuru đã từ từ chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng và cơ thể của cậu nếu như không có CL thì chỉ còn lại cái xác không hồn mà thôi. CL la lớn, chủ nhân! Nhưng tiếng la đó Ri không thể nghe thấy được nữa. Đòn tấn công của tên thần thứ hai đó, nó sẽ khiến Ri chìm vào trong ảo mộng, chìm vào nơi sâu nhất của sự tà ác bên trong mình. Nói chính xác hơn là Rimuru sẽ phải đánh với chính phần tối cũng như là phần tà ác của chính bản thân mình. Osamu, hắn ta cười lớn và quay lại nhìn vào những vị thần khác và nói lớn, các người thấy chưa, chính ta mới là kẻ đã tiêu diệt hắn ta. Kẻ mà tất cả các ngươi hợp sức lại cũng không giết nổi, thế mà ta lại chỉ dùng một chiêu đã giết được hắn. Hắn ta lên mặt tự cao, nhìn xuống những vị thần cấp dưới hơn mình. Hắn nói lớn, trò vui vẫn chưa dừng lại đâu. Tên đó, hắn ta, hắn sẽ, linh hồn của hắn sẽ tự đánh với nhau, và hắn sẽ bị chính mình tiêu diệt. Đúng thế, thần xác của hắn sẽ bị hủy hoại, sẽ bị nghiền nát vĩnh viễn trong giấc ngủ vĩnh hằng. Ta sẽ khiến hắn chết một cách... Tên thần Osamu chưa kịp nói dứt câu, thì bỗng nhiên hắn ta đã học máu ra từ miệng và rồi một cơn đau buốt được truyền từ ngực lên trí não của hắn. Osamu nhìn xuống dưới của mình, rồi hắn bắt đầu hoảng hốt. Một thanh kiếm đã xuyên qua mình. Thanh kiếm này không phải là của cái tên kia ư? Đau, đau quá. Tại sao lại đau đớn đến như vậy? Bỗng dưng tất cả các vị thần khác đã khẩn cấp tập hợp tại một chỗ. Khi một nguồn năng lượng khổng lồ đã được tỏa ra khắp cái vũ trụ của thế giới này, thanh kiếm đó chính là của Rimuru. Không, nói đúng hơn, đó không còn là Rimuru nữa, đó chính là Xiao. Cô đang cực kỳ phẫn nộ khi cô không còn cảm nhận được linh hồn của chủ nhân mình. Cô phóng ra một nguồn năng lượng khổng lồ kết hợp với băng hoại hư vô, làm cho tất cả các vị thần hoảng sợ, đến cả tên Damesia cũng phải toát hết cả mồ hôi. Xiao điều khiển cơ thể của Rimuru, cô phóng ra hắc hỏa nóng đến 1.000.000 lần. Thanh kiếm đâm xuyên người của tên thần Osamu, làm hắn ta đau đớn cũng như biến hắn thành tro bụi. Tất cả các vị thần khác nhìn vào hướng của Rimuru, bọn họ hoảng hốt và nói lớn, không thể nào, hắn rõ ràng đã dính đòn tấn công của Osamu rồi cơ mà. Dính đòn đó, đáng ra linh hồn đã tan rã rồi chứ. Damesia nhìn một lúc rồi hắn nói lớn, không, đó không phải là tên Rimuru ban đầu nữa rồi. Đôi mắt của hắn đã thay đổi, khí tức cũng có một phần thay đổi, hắn ta không còn bình thường nữa đâu. Xông lên và giết hắn ngay đi, sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình, sử dụng tất cả mọi thứ để có thể giết được hắn. Xiao với cơn thực nộ, khi chủ nhân của mình đã chìm sâu vào giấc ngủ không thể tỉnh lại, cô đã quyết định sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ có mặt ở nơi này. Những vị thần còn lại tất cả lao vào phía của Xiao. Vị thần cầm búa Mari, cô ta kết hợp trọng lực với sức ép tấn công vào Xiao. Nhưng mọi thứ giờ đây đã quá trễ, mọi hướng tấn công, mọi đòn đánh đã nằm trong sự tính toán của Xiao. Cô né tránh qua một bên, với đôi mắt màu đỏ lạnh lùng, Xiao ra đòn không một chút nương tay. Khi những kẻ ở đây đã đụng đến chủ nhân của mình, thanh kiếm bọc trong hắc hỏa kết hợp với băng hoại hư vô, một lực nóng mà có thể hủy diệt mọi thứ. Xiao chém một nhát, chỉ đúng một nhát chém, thanh búa của Mari đã bị chém ra làm hai, và vị thần thứ 12 đó đã bị bao quanh bởi hắc hỏa và tan theo mây khói. Tiếng kêu thất thanh, Mari, ngươi dám, chết, chết đi. Những vị thần còn lại điên cuồng khi thấy một người nữa đã bị giết. Bọn họ biết rằng nếu như không tung ra những đòn tấn công mạnh nhất của mình thì chắc chắn không thể đánh bại được người đang đứng trước mặt của mình. Thế nên vị nữ thần hạng thứ 10 chính là Mako. Cô ta tung ra tuyệt kỹ tối thượng của thần linh, thần thương công kích. Một thanh thương với năng lượng hủy diệt lao đến. Tiên thần sử dụng ma thuật, hắn cũng tung ra ma thuật tối thượng. Một cơn mưa nham thạch, một cơn mưa sấm sét, một cơn mưa băng đá, một cơn mưa lửa. Những đòn tấn công lao vào phía của Xiao. Nhưng Xiao giờ đây không còn quan tâm tới những đòn tấn công này nữa. Cô giờ đây chỉ muốn tiêu diệt tất cả. Ánh mắt màu đỏ đó, Xiao từ từ đưa cánh tay của mình lên. Beelzebub, hãy nuốt hết tất cả cho ta. Xiao giơ tay lên, một làn khói màu đen xuất hiện. Nó tạo thành một lúc xoáy màu đen khổng lồ, nuốt hết tất cả đòn tấn công cũng như là hai tên thần đó vào bên trong. Năng lượng của hai tên thần đó đã chuyển đổi cũng như là biến thành năng lượng cho Xiao. Hai vị thần nữa đã bị tiêu diệt. Ba tên thần còn lại thấy hai người nữa đã bị tiêu diệt, bọn họ quyết định sẽ tạo ra một đòn tấn công
kết hợp với cả ba thần khí để tiêu diệt Ziel. Huyết thần mạnh thứ ba, Lunat, sử dụng tuyệt kỹ tối thượng, thần cung khổng lồ. Một cây thần khổng lồ cũng như một mũi tên khổng lồ xuất hiện. Vị thần thứ 6 cầm trên tay thanh cự kiếm. Vị thần thứ 9 cầm trên tay cây chùy, lần lượt kết hợp với thần cung khổng lồ. Một đòn kết hợp với ba thần khí được bắn ra. Tuy nhiên, Ziel lại không hề di chuyển, cô cầm thanh kiếm cấp thần của mình. Ziel tụ năng lượng của mình lại, cô tạo ra một quả cầu lửa bọc trong năng lượng của băng hoại hư vô bắn ra. Đòn tấn công với ba thần khí đối đầu với quả cầu lửa của Ziel. Hai đòn tấn công va chạm vào nhau, nhưng rồi ba tên thần đó đã bị quả lửa nuốt chửng. Một tiếng nổ kinh hoàng được nổ ra, một quả cầu đó đã cho ba tên thần đó tan xác. Độ nóng của quả cầu lửa đã làm cho ba thần khí của ba tên thần cũng tan thành mây khói. Vụ nổ của quả cầu lửa đã làm chấn động toàn bộ không gian xung quanh cái vũ trụ này. Ziel trong cơn tức giận, cô đã tiêu diệt toàn bộ tất cả những vị thần mà đã liên hoàn tấn công đến chủ nhân kính yêu của mình. Và ngay giờ đây, chỉ còn lại một kẻ cuối cùng nữa mà thôi. Vị thần được cho là mạnh nhất, vị thần mà nãy giờ hắn ta chưa hề tung ra một đòn tấn công nào. Vị thần đó chính là Damesia. Kẻ nãy giờ chỉ đứng nhìn những vị thần khác bị giết chết, và Damesia đang đối mặt với Ziel. Ziel sẽ chiến đấu với kẻ mạnh nhất đó như thế nào? Cũng như hắn ta có sức mạnh ra sao? Còn với Rimuru, cậu có thực sự là đã chết bởi kỹ năng của thiên thần Osamu hay không? Thì mọi người hãy cùng mình hóng chờ trong video tập cuối cùng của series Rimuru lạc vào thế giới của thần vào ngày mai nhé. Video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hãy để lại cho mình một like, cộng một comment, cộng một subscribe và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.